càng ra rồi không nói thương em rồi bả nhào nhào sấn tới thì sao? Mày đứng lại nói rồi. Thảo thì nói làm sao? Thế là không yếu hết. Nước bên đây của bé bao nha. Làm gì mất tao bao? Bé luôn đãi bữa. Sinh nhật của bé. Đúng rồi. Đó sinh nhật của bé. Sinh nhật đãi ai trời? Đãi nước. Sao nói sinh nhật mời người này người kia không mời ai à? Mời đâu mời. Mà tôi tưởng có đãi sinh nhật, tôi mừng gần kết luôn. Con ngồi định lên lịch ông bà rút cuộc cũng mời thôi ông đãi thôi đãi thôi để dịp khác đãi cũng mời mấy ông luôn không đãi anh đãi anh sợ rồi anh sợ gác muốn qua tôi quên chứ cứ vậy tôi đăng tao lên thông tin tao nói bữa nay sinh nhật anh bé rồi sẵn tiễn luôn ha gái nó buồn tao chuyện giết bỏ vụ đó quăng bên đúng không sẵn nhân dịp sinh nhật của bé nữa gái buồn tới bao la luôn đó ha mừng nội của bé chúc vô nhà ấy đồ đấy làm gì nữa không các nguy cơ mặt đang phản bội mày mày đang sử dụng tần số 39 Hz để giao tiếp đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo mày không hớt được bao con trai tôi bi không như tình yêu lấy gì cái lấy gì thằng ly đậu phộng cho ăn luôn ai cũng qua tao một tiếng thì em cần thông tin rồi là lại bạn sẵn sinh nhật mở quá mở qua sinh nhật thôi nó hoài sự chú ý của ta là va phải vào ánh mắt của nàng rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng ta à khôn đứng hình mất 5 giây nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tháng ngoài thảo qua đây nè ngon thảo của mày bộ thảo của tao kêu ngồi kế bên tao còn xích chế nói chuyện này khỏe mệt quá đây tôi lại đi sinh nhật người bực bội vậy giờ gặp nữa nay sinh nhật không có em đi nên bực đúng không có bà đi đâu là bỏ luôn sinh nhật á chợ của em mới vui chứ hai con cháu mình qua bàn kia ngồi đấy bảo quá ấy ngồi nói chuyện với anh đâu rồi tí coi nói chuyện với thảo em mất mới vậy thôi anh nè thảo ngồi đây đi em nói chuyện đợi em xích ra ngồi đây xin ra đây nè, ngồi đi. Có ăn thịt anh đâu mà. Đứa ngồi không hả? Đứa ngồi bên đây chứ mưa ngồi đâu mà. Mày yên khó đi. Mày dự thảo có chuyện không ngồi đó à? Thôi, ngồi nè. Ngồi đi. Thôi. Không đi uống cà phê hay đi đâu chơi mắc mới rảnh xuống thăm tôi chi vậy? Thì bữa giờ không có xuống thăm anh với lại má hai thì nay xuống thăm má hai rồi giờ tới chị kiếm anh. Khôn đứng hình mất 5 giây nhìn em bên ngoài có lẽ anh bộ mẫu đi quay ngồi nào ông ơi. Mày nói chuyện với ca, mày nói chuyện với gái mày kêu tao qua ra ngoài làm gì? Ghé què rồi dạy qua ông nói chuyện mình đây nè. Tự nhiên Thảo tới tìm mày còn tìm anh đâu? Tới tìm anh. Nói chuyện đừng có phiền nha. Thì anh ngồi nói chuyện với em đàng hoàng đi rồi em không có đụng chạm gì với anh thôi. Thì những rảnh không ở nhà chơi gia đình ha, uống cà phê mắc què vô kiếp tôi hoài vậy. Thì lâu rồi không xuống thăm má hai với lại anh thì giờ em xuống kiếm má hai rồi giờ em ra em kiếm thăm anh gặp má
nói chuyện với anh. Cái gì hồi nãy vô trong nhà luôn hả? Thì lâu rồi má, ba buồn không xuống nói chuyện với bả, thì nay em xuống thăm. Vô có nói gì cho bả khóc không á? Má, má không khóc nữa nhưng mà má chịu rồi. Má kêu là ra gặp anh đi nói chuyện với anh nè. Thì hôm bữa em nói chuyện với anh là anh đã chịu em rồi, mà bây giờ anh còn nói vậy nó không lẽ giờ anh thích bà Linh lắm hả? Bà Linh gì nữa bà nội, tôi nói nha, nói rằng là cái này tôi chịu rồi, là vì chữ hiếu cho má tôi hả? Chứ bà không có được khen bà, cái bà Linh nha, cái bà Linh là cô là đó, cô nợ hùng cả. Mắc mớ gì với tôi? Thì người yêu thì em xuống thăm anh đã chịu rồi thì em xuống thăm anh chứ mắc mớ gì em xuống em kiếm anh. Cái anh kêu em là rảnh không đi uống cà phê đi này đi kia đi, xuống kiếm anh làm gì? Thì phải anh tơ tưởng tới bà Linh thì em xuống đây không cho. Con quỷ đó nữa. Nói trước nha, là tôi chịu chuyện chấp nhận nhưng mà không có ghen gì với con Linh. Qua cái ông sầm mắt ông lắm. Con Linh là đó, ông cố kiếm chọc kẹo à. Thì giờ bà má bà cứ đốc thúc hoài cho nên là hả chịu rồi, cho nên em mới kiếm tới anh. Chứ hả biết bao nhiêu thằng ngoài kia kìa nó thích em, nó vô em gọi điện hoài luôn. Mà anh mới là cái gu của em thì em đi xuống em phải kiếm anh chứ, mắc mớ gì đi kiếm mấy thằng kia. Ủa, nó vô hoài sao bảo chịu, mắc mớ gì mà chịu vô hoài vậy? Mấy thằng kia đâu ngon bằng anh đâu. Anh đã thấy ngon hơn rồi. Bố mà thèm lắm, thèm thịt con vịt hay gì mà gặp tôi thấy ngon. Đúng rồi, em thích ăn ba gọi. Bố mà thèm thịt con vịt hay gì mà gặp tôi thấy ngon. Đúng rồi, em thích ăn ba gọi. Ông cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Không, tự nhiên mà nói xích mấy ai nói giống ba nội là sao? Thì anh ăn thịt kho vịt thì em nói ba nội đúng rồi. Ba nội với kho với thịt kho vịt chứ. Ba nội đó, bà ra bà chợ bà mua bà ăn. Có gì cái bà thấy tôi bà thấy ngon giống ba nội. Thì thấy ăn mỡ giống ba nội nói vậy. Mỡ chị đâu còn ngồi thiệt. Còn cái ngồi xích da giống như mấy người lịch sự văn minh coi. Người yêu đã phải ngồi gần chứ đâu phải là bạn bè đâu mà ngồi xích ra làm chi á. Người yêu đã phải ngồi gần chứ đâu phải là bạn bè đâu mà ngồi xích ra làm chi á. Anh sao vậy? Em gái. Đâu mà xích ra coi mạnh quá nha. Em gái không ngại thôi mà anh ngại gì? Tự nhiên đúng rồi, nhưng mà tôi bọn trai tôi ngại. Thì anh có phải đàn ông không? Tôi không phải đàn ông dương là không lẽ đạt cái đàn vậy? Sao bọn được chăm sóc như một siêu sao? Phải đàn ông mà sao người ta thấy gái người ta tấn công chứ đây để gái tấn công không mà. Ủa ngộ quá. Tự nhiên bộ đàn ông mà gặp gái phải tấn công hả? Đúng rồi. Thấy gái rồi ta phải ngồi xích vô vậy nè. Đó. Dừng, bây giờ ngồi im nha. Nha, giả thiệt nha. Dừng, bây giờ ngồi im nha. Nha, giả thiệt nha. Dừng, bây giờ ngồi im nha. Nha, giả thiệt nha. Dừng, bây giờ ngồi im nha. Nha. Giả thiệt nha. Anh không phải đi công sao cho mấy anh đang tiễn vợ nhanh rừng rừng ngoài kia kìa mà. Tiễn có buồn hẹn đó, ông hụn vợ con nội. Vụ đó thì cái tiễn vợ cãi vợ chen con đứng là ai, vụ tiễn vợ nữa nè. Cái mày không muốn vợ lắm hả? Cái mày không muốn vợ lắm hả? Tao thấy có thằng Thảo á, anh thấy có em á, anh mới thôi á. Thôi gì? Thôi không kiếm người khác nữa đó. Kiếm con bè cái ai chịu không? Tôi trai chén đẹp trai vậy cái tự nhiên ông tiễn từ 18 tới 60 tuổi. Mày nói một tiếng nữa đi, mày có chịu Thảo không? Mày không chịu Thảo tao kiếm con khác. Tao nhận cái lệnh của hai. Mày hiểu không? Không cái bà gì bốn mấy tuổi ông cũng đi tranh ông làm què vậy? Bây giờ hỏi mày một câu nữa nè, mày có chịu không? Chứ không hỏi. Mày không chịu tao ơi. Hôm bữa ngồi uống nước ở đây anh cũng chịu em rồi. Chịu chưa? Bữa đó chịu chưa? Chịu rồi anh, bữa đó chịu rồi. Tao mà biết mày phản kèo vậy á, tao với Hưng đi kiếm con khác. Kiếm què, tôi bây giờ kiếm tôi không chấp nhận luôn. Bữa tao kiếm con Thấm rồi, tao dắt vô cho má hai coi nè. Con gì con Thấm nào nữa? Con Thấm ở xóm ngoài này nè. Thôi! Con nhỏ đó nó còn đã hơn nữa, điện nước dữ dằn hơn nữa. Cái điện nước ông về cái ông xài khỏi nóng điện nữa. Tự nhiên hôm bữa nó chịu rồi đó. Đừng đụng chạm, trời. Đã nay kêu không chịu. Vậy chắc anh không phải đàn ông quá. Hôm bữa nói sao? Hôm bữa nói là đi chừng nào khi nào mà đi vô nhà tôi có má tôi mới chịu bà, còn ra ngoài đường không có gì á. Hôm bữa nói là đi chừng nào khi nào mà đi vô nhà tôi có má tôi mới chịu bà, còn ra ngoài đường không có gì á. Tôi nói là chỉ ở cổ ngoài đường tôi mới chịu mà. Không có lúc đó tao đi rồi tao đâu biết đâu. Ý là tôi nói ở lúc có nhà mà.
Hôm bữa ở đây giờ anh nói hả? Bây giờ anh dắt anh Thảo tới làm ai mày không chịu, tao kiếm con khác vậy thôi. Ông tào lão đừng kiếm ai nữa mày ơi. Chứ sao? Giờ anh không chịu em là em vô mét má hai với má hai chịu mà hôm bữa nữa. Ôi, anh nó chịu em ở bộ. Rồi chịu. Mà không có nói bạn nha. Nếu mà anh chịu thì không nói má hai, còn anh không chịu thì nói má hai á. Mấy vậy không ngồi thì chịu ai chịu nổi. Thì tại anh bé không tấn công em thì em phải tấn công anh bé chứ có ai mà hả đàn ông trai mà nhát gái với ổng không? Đủ nước gì sống kêu ta? Em uống ha cam cao đi. Cho ly ca cao rồi, chúc mừng. Đi. Mấy nay không xuống có nhớ em không? Mà nó đừng có nói chuyện rồi nhớ nhung gì chuyện giống mấy đứa nít quá bà nội ơi. Ủa thì chứ yêu nhau ta phải nói vậy chứ. Tự nhiên không nhớ nhau không? Giờ nó thương muốn làm cái như nít nữa. Làm gì bạn chịu nổi không? Mày như vậy rồi. Sao? Chưa có vợ thì phải vậy thôi. Ông muốn làm cái gì? Ông thấy con nổi gà không? Thì tại lớn tuổi rồi mà ha, anh không quen ai thì bây giờ hả chịu em đi. Trời bây giờ chịu đừng có khều nữa, mệt quá à. Nhưng mà người ta yêu nhau ta phải nói vậy chứ. Giờ là anh chịu em rồi, anh không có chuyển cho bà nào nữa nha. Bà Huệ, bà Cúc, bà Lan, bà Linh gì nha. Mệt đừng có phút hợp đừng có lăn thiện vợ giùm tôi cái. Thì giờ anh chịu em rồi thì người đâu có lăn thiện vợ làm gì nữa. Trời giờ chịu quá. Chứ bây giờ anh chịu em rồi, rồi lỡ bà Linh bả đi bả đánh ghen ngược lại với em nữa rồi sao? Mắc ơi, bà Linh đánh ghen bà Linh rồi cố nội hùng ta. Ông chọc kẹo ông ta rồi, chứ tôi có biết gì đâu. Chứ bây giờ bả có biết đâu rồi lỡ bả kêu là hả em đi kiếm anh có ngày theo anh hoài bả đánh ghen em sao? Chứ anh nhớ không nhớ cái bữa mà em đi vô nhà hả, thằng Hưng nó kể với em, nó cũng kêu là hôm bữa bà Linh vô bả làm trời làm đất lên rồi anh cũng chịu bả luôn. Ai chịu bà Linh thằng nào? Thằng Hưng nó nói. Tự nhiên nó là ta giúp nó là cho khỏi ông Hùng khỏi tái tỉnh nó thôi. Ai mà quen nó. Nhưng mà hôm bữa anh chịu bả rồi thì giờ bả biết rồi, mai mốt bả biết em anh quen nhau bả làm trời làm đất lên nữa. Không hợp đó, bây giờ sao? Nó hoài vậy? Ngộ quá, cái chuyện của ông Linh á là hôm bữa có giải thích rồi mà. Rồi bây giờ anh giải thích rồi, nhưng mà lỡ mai rồi bả làm trời làm đất, bả làm dữ làm thần lên rồi bả không chịu rồi bả cứ nói em là hả quen bồ bả hay thế này thế kia rồi. Mà sao? Tôi đâu có chịu Linh đâu. Linh là của hùng tái tỉnh chứ bộ. Rồi nếu mà bây giờ anh không chịu thì lỡ bà Linh bả xuất hiện á, rồi lỡ bả gặp em á, rồi bả hả làm hung làm dữ với em, rồi anh có bên em không? Thì bả đừng có cản ra. Tôi cản ra. Cản ra làm sao cho bả tin là anh quen em? Thì nói. Nói sao? Thì nói ông không có điện ai mặc gì ngồi đây mặc nó tiếng thương ảnh trời à. Nếu mà bây giờ bả xuất hiện là anh phải bên em nha. Biết rồi. Rồi anh nói sao? Rồi lỡ bả làm giữ làm đất lên là sao? Giữ thì tôi can ra cho. Can ra rồi không nói thương em rồi bả nhào nhào sấn tới thì sao? Thì biết rồi, nói rồi. Hết lần lần mất yếu hết của nhà. Anh Thảo nói sao? Anh yếu hết của nhà.